Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết vô cùng bất lợi khi bước vào những tháng mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường thủy. Thời gian qua, các cấp, các ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát bến thủy hàng hóa, bến phà, đò vận chuyển hành khách ngang sông, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do các vụ tai nạn giao thông đường thủy gây ra. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới trên địa bàn thành phố Biên Hòa sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Một buổi thanh kiểm tra của đội thanh tra giao thông số 2 thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh tại các bến thủy hàng hóa ngang sông Đồng Nai cho thấy, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy của các chủ bến đã được nâng cao. Trong đó tập trung yêu cầu các chủ bến đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, bến bãi, đăng ký đăng kiểm, các chứng chỉ hành nghề liên quan đến người điều khiển phương tiện trên bờ và dưới bến. Đồng thời tuyên truyền yêu cầu các chủ bến ký cam kết việc đảm bảo xuất hàng đúng trọng tải tại bến, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Hôm nay đoàn kiểm tra thì bến của chúng em chấp hành tất cả những giấy tờ đầy đủ để giấy phép kinh doanh của bến, cả giấy kiểm định cần chụp, bằng cấp của thợ. Đa phần các phương tiện là hầu như tất cả các phương tiện sau khi lấy hàng và xuất bến đi thì đúng theo cái tải trọng trong giấy phép đăng ký của phương tiện, không có vượt quá tải trọng. Về vấn đề kiểm tra bến thủy nội địa hàng hóa thì các bến thủy nội địa có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa còn hiệu lực, thiết bị ống xếp thì bảo đảm an toàn kỹ thuật cũng còn hiệu lực, người điều khiển phương tiện bốc xếp hàng hóa cũng có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phương tiện điều khiển. Về vấn đề kiểm soát tải trọng thì các bến thủy nội địa đã ký cam kết kiểm soát tải trọng về không bốc xếp hàng hóa xuống phương tiện thủy nội địa quá tải, và vấn đề bốc xếp hàng hóa lên ô tô cũng không quá tải. Để đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối cho hành khách tại các bến phà, bến đò ngang sông Đồng Nai, lực lượng thanh tra tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền các chủ bến phà, phương tiện nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc mặc áo phao, cầm dụng cụ nổi khi lên phà. Tuy nhiên qua kiểm tra, một số người dân vẫn còn tâm lý chủ quan khi không mặc áo phao. Chủ phương tiện chưa thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành tốt các biện pháp an toàn khi qua sông, đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở và ký cam kết không tái phạm. Ngoài ra yêu cầu các chủ phương tiện chở đúng số người quy định gắn với tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy và cảnh báo mưa bão. Kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở cho các bến đò ngang, bến khách ngang sông thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão, phải thực hiện đúng tăng phương tiện và đảm bảo an toàn kỹ thuật, tức là cái thời điểm hạn đăng kiểm còn hiệu lực. Cái thứ vấn đề thứ hai, người điều khiển phương tiện phải có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn đúng theo phù hợp theo phương tiện điều khiển. Vấn đề thứ ba là vấn đề về thực hiện vấn đề mặc áo phao khi qua đò và các dụng cụ cứu sinh để bảo đảm an toàn cho hành khách qua sông. Qua thực tế kiểm tra thì các bến đò thực hiện tương đối nghiêm túc về vấn đề về bảo đảm an toàn cho phương tiện và bảo đảm hành khách qua sông được bảo đảm an toàn. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong những tháng cuối năm, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng các phương án bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của các chủ bến, phương tiện, sự đồng tình hợp tác tích cực từ phía người dân để hướng đến một năm sông nước an toàn bình yên.